Anh gì ơi, nhà em ở gần đây, anh có thể đưa em về được không? Em không thấy tường. Ơ, còn cái mũ. Ai thế nhở? Cậu không sao chứ? Linh nhận ra Khánh là ai rồi đúng không? Đúng không? Nhớ đăng ký ngay để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào nhé.